tới Hot Girl xuống bắt cá nha cả nhà. Chào khán giả các em ơi. Trời ơi, mấy chục năm rồi mới bắt cá lại. Dính không? Trời cũng mang được đó kìa. Có cá lóc không? Có cá lóc đưa mi bắt thử coi dính không? Có mà nó nằm ở trên hết rồi. Mày xịt hả? Hay quá kìa. Bắt. Trời, giác quê chuyên nghiệp mà. Nhỏ này chung cuối con giò đó hả? Nhỏ này chung thủy lắm nè, bắt cá có con tay một. Gái quê chung thủy lắm, bắt cá có con tay à. Chưa, nhấc cái chân luôn. Ê, gió bắt mà bước xuống bắt cá lạnh quá cha. Cái này Hot Girl thành phố về quê bắt cá chứ không phải vợ ăn đậu đâu nha cả nhà. Đứng quậy chỗ một hồi nó tự ngóc vậy à. Hồi nãy cá nó dồn lên cái đường, qua cái đường bên kia đúng không? Chuyện cá lóc kìa xuống bắt không? Không. Cái gì đang tay đau quá. Gặp con sâu một cái chắc lết đi hai ba vòng quá. Đưa nghe Pháp lấy len ra cái là cho mình lên mây vậy hả? Lấy cái len ra bước ra đi. Cái gô phọt hơi nhột quá chạy ra luôn nó còn tính đỡ đi. Nó không nhột. Tao không dạy, tao không có dạy, tao không có nhột phải làm gì được tao.
Ra không? U. Ủa rồi. Chứ không nổi đá kích lũi đây này. Hai thằng đó là hai thằng tìm mau đó. Hồi nhỏ hai con qua nhà bà. Lắm chà. Thấy cá lóc chạy vô đó nó kêu nó lại bắt. Không, còn kìa. Kêu nó bắt nãy giờ đó, kêu My đó, nó chạy Phúc bắt bên kia chạy qua đó. Quay YouTube người ta làm mặt mà cho đẹp vô. Cha lửa lúc con bấm lay cho quay. Mặt con nó còn một bệt trình vậy. Coi gì mày hay á, mày đưa mặt mày lên chào khán giả coi coi ta coi mặt mày đẹp. Một bệt trình ta thấy sự luôn nhỏ mặt nát đó. Người ta thấy người ta trang điểm lè lè, thế là người ta quay cho đẹp. Cha lửa lúc con đi bắt cá cho quay. Đi về ha, đem kem massage, đem đồ theo ha, đâu còn mặt nạ bụng này. Trời, bụng dưới quê thế gì chứ, mới thiên nhiên nó mới tốt. Bụng dưới quê thì vườn này hồi đó vườn cầu tiêu đó. Nè, con cây nọc đây nè. Con cây nọc cầu đó kìa, đắp lên mặt đi. Mẹ coi cái đồng điện thoại với cái chỗ chiếc dép con đó mày lấy vô luôn đi mẹ. Rồi. Này là sắp hết rồi. Nãy tính ra coi không có bắt hà, ham quá, ai về tính mất luôn. Này đào tìm hang cá nghe cả nhà. Chúng cái hàng cá mà không biết có nhiều không. Cô bên này đang canh cái đường ra nha. Cái nào đào lỗ cái đen không? Nhiều lắm, phải thọt thử rồi. Chạy vô chứ. Chưa biết cái chỗ này, đường đi chứ. Thấy nó nhúc nhích đường nước trong ngoài này nè. Nhúc nhích nước ngoài đó không mày? Hồi nãy giờ nó nhúc nhích ngoài này nè. Cái hàng nó ăn xuống rồi. Cái hàng ăn xuống ngoài này nè. Tôi mong mày như bứng nguyên cái cục gốc lá này ra. Bứng cục be lại. Dùng nằm lưng đi, mua chiếc khoe gì. Mày quá. Trời. Đã thấy đó Phúc. Thường này hem nó nè. Này hem. Nước nó đang chảy ra nè. Nó rễ được tè không. Chưa có trúng lại cái bọng đó hả? Ê, nước ra đục đục rồi kìa. Nghe chưa? Nước ra đục đục rồi kìa. Này nè. Nước thì có nước rồi đó mà có cá không mới lãng chuyện. Thật ra cũng không được của mình. Mở hàng một em cái sạc.
Có sạc gần không? Sạc gần đâu rồi? Trời, cái sạc gần. Cái sạc nhiều quá. Cái sạc không. Mà con cái sạc ở trong trên địa này nó ngon hơn cái sạc ngoài ruộng à. Đó, cá lóc còn đó là gì đó.